Xin chào các anh em, hôm nay Đăng Phương Auto xin giới thiệu bộ lên kính gập gương dành cho xe Ranger. Đây là xe Ranger lên kính gập gương, có thể điều khiển xuống kính từ xa. Và mình sẽ điều khiển xuống kính từ xa cho anh em để cho thoáng xe trước khi lên xe. Khóa mở. Anh em quan sát thấy bốn kính đi xuống. Sau khi mở xuống kính trong hợp anh em muốn lên kính thì anh em bấm khóa. Anh em thấy kính sẽ đi lên. Ngoài ra anh em có thể điều khiển xuống kính, hé kính. Mở khóa kính sẽ hé 3 cm. Đấy, anh em thấy chưa?